Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. Một, La Mã, đặc điểm chung. Ngành thân mềm có số loài rất lớn, size khác nhau. Thứ nhất, về kích thước, ốc nước ngọt, ví dụ ốc gạo, ốc rạ, vân vân, chỉ nặng khoảng vài chục gram, nhưng loài bạch tuộc Đại Tây Dương nặng tới 1 tấn. Thứ hai, về môi trường, chúng phân bố ở độ cao hàng trăm mét, như các loài ốc sên, đến các ao, hồ, sông, suối và biển cả, có loài ở dưới đáy biển sâu. Thứ ba, về tập tính, chúng có hình thức sống như vùi lấp, ví dụ như trai, sò, ngao, ngán, vân vân, đến lối sống bò chậm chạp, như các loài ốc, tới cách di chuyển tốc độ nhanh, như mực nang, mực ống. Tuy thích nghi rộng như vậy, nhưng cấu tạo cơ thể thân mềm vẫn có các đặc điểm chung. Hình 21.A, B, C. Vẽ sơ đồ cấu tạo chung của đại diện thân mềm. A là con trai, B, ốc sên, C, mực. Chúng đều có đặc điểm chung là chân, vỏ hay mai, đá vôi, ống tiêu hóa, khoang áo và đầu. Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1 cho phù hợp. Bảng 1, đặc điểm chung của ngành thân mềm. Các em kẻ bảng gồm có 7 cột, 7 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, số thứ tự. Cột 2, các em chia đôi ô thành hai nửa tam giác bằng nhau. Nửa trên, các đặc điểm. Nửa dưới, đại diện. Cột 3, nơi sống. Cột 4, lối sống. Cột 5, kiểu vỏ đá vôi. Cột 6, đặc điểm cơ thể. Tại cột 6, các em chia cột thành 3 cột nhỏ. Cột thứ nhất, thân mềm. Cột thứ hai, không phân đốt. Cột thứ ba, phân đốt. Cột 7, khoang áo phát triển. Từ hàng thứ hai đến hàng thứ sáu, các em đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Hàng thứ hai, cột 2, chai sông. Hàng thứ ba, cột 2, sò. Hàng thứ tư, cột 2, ốc sên. Hàng thứ năm, cột 2, ốc vặn. Hàng thứ sáu, cột 2, mực. Hàng thứ bảy, cột 2, cụm từ và ký hiệu gợi ý. Cột 3, gạch đầu hàng thứ nhất, ở cạn, biển. Gạch đầu hàng thứ hai, ở nước ngọt. Gạch đầu hàng thứ ba, ở nước lợ. Cột 4, gạch đầu hàng thứ nhất, vùi lấp. Gạch đầu hàng thứ hai, bò chậm chạp. Gạch đầu hàng thứ ba, bơi nhanh. Cột thứ năm, gạch đầu hàng thứ nhất, một vỏ xoắn ốc. Gạch đầu hàng thứ hai, hai mảnh vỏ. Gạch đầu hàng thứ ba, vỏ tiêu giảm. Các em hãy thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành thân mềm. Hai, La Mã, vai trò. Hầu như tất cả các loài thân mềm đều được sử dụng làm thức ăn, không chỉ cho người mà còn cho các động vật khác. Một số loài có giá trị xuất khẩu cao, tuy thế cũng có một số thân mềm có hại đáng kể. Hãy dựa vào kiến thức trong cả chương, liên hệ đến địa phương, chọn tên các đại diện thân mềm để ghi vào bảng 2. Bảng 2, ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 10 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, số thứ tự. Cột 2, ý nghĩa thực tiễn. Cột 3, tên đại diện thân mềm có ở địa phương. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 10. Cột thứ nhất, các em đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Hàng thứ 2, cột 2, làm thực phẩm cho người. Hàng thứ 3, cột 2, làm thức ăn cho động vật khác. Hàng thứ 4, cột 2, làm đồ trang sức. Hàng thứ 5, cột 2, làm vật trang trí. Hàng thứ 6, cột 2, làm sạch môi trường nước. Hàng thứ 7, cột 2, có hại cho cây trồng. Hàng thứ 8, cột 2, làm vật chủ trung gian, truyền bệnh run sán. Hàng thứ 9, cột 2, có giá trị xuất khẩu. Hàng thứ 10, cột 2, có giá trị về mặt địa chất. Qua bài học này các em cần nắm vững. Trai,
sò, ốc sên, ốc vặn, ngao, hến, mực, vân vân. Có môi trường sống và lối sống rất khác nhau, nhưng cơ thể đều có đặc điểm chung là thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản. Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực, nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển. Trừ một số thân mềm có hại, còn hầu hết chúng đều có lợi về nhiều mặt. Câu hỏi 1. Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? 2. Ở các chợ địa phương em, có các loài thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loài nào có giá trị xuất khẩu? 3. Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm. Em có biết mắt mực về cấu tạo có đặc điểm cầu mắt lớn, có đủ các yếu tố thần kinh và cấu tạo quang học như màng sừng, thể thủy tinh, vân vân. Nhận biết được màu sắc và có khả năng điều tiết như mắt người. Điều đáng chú ý là số lượng tế bào thị giác ở mắt chúng lớn hơn mắt người. Ở mắt người có 100 tế bào thụ cảm thị giác trên 1 mm2. Ở mắt mực có 105.000 tế bào thụ cảm thị giác trên 1 mm2. Ở mắt mực thẻ có 165.000 tế bào thị giác trên 1 mm2. Đây là sự thích nghi với lối sống săn mồi và tự vệ. Từ lâu người ta biết ở biển sâu có loài bạch tuộc khổng lồ. Chúng là kẻ thù không đội trời chung của cá nhà táng. Cho mãi đến năm 1877, người ta mới gặp một xác chết loài bạch tuộc ấy dạt vào ven bờ Đại Tây Dương. Con bạch tuộc này dài 18 mét, kể cả tua miệng. Mắt có đường kính 30 cm, giác ở tua miệng to bằng chiếc mũ, và cả cơ thể nặng tới 1 tấn, nặng nhất trong số các loài động vật không xương sống đã biết.